Rồi, như anh biết thì Windows 10 thì nó hơi sử dụng nó hơi phức tạp. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em các làm cách mà để làm sao cái thằng diệt virus này nó không diệt nhầm cái chương trình của mình đang chạy và nó dễ thuận tiện cho anh em mình sử dụng. Đây, anh em vào như này nhá. Thì để nó diệt, nó hay diệt bình thường nó hay diệt cái kiểu mà nó ra những cái file như thế này. Thì để nó diệt cho anh em mình nó tránh scan nhầm những cái file của mình làm ấy. Việc ấy thì mình sẽ để ra những cái thư mục riêng của mình mà khi nó scan nó sẽ không scan đến chỗ đấy của mình làm việc. Thì anh em xem vào đây. Virus. Đây nhá, biểu tượng của trái tim mình nhá. Đến phần virus and protect setting, anh em kéo dưới đây để làm rõ màn hình nhé. Và trong control folder set nhầm nhé, execution nhé, thì anh em sẽ thêm vào chỗ này, sẽ chọn folder và anh em kéo đến những cái thư mục của mình đang làm. Mình ví dụ như mình để trong đấy là mình chẳng hạn như folder như Infinity Box này chẳng hạn thế đấy, hay là mình lấy thêm folder nữa Hydra này, những cái folder đấy sau ví dụ như có gì nó sẽ Hydra này đấy, thì cái box của mình sử dụng nó sẽ không bị, hoặc là mình để thêm cái folder nào mình sử dụng như là Delphi chẳng hạn thế, những cái chương trình nào đấy mình không muốn nó scan lên những cái chỗ đấy, và bất cứ chương trình gì ở trong ổ mình cài mình muốn ấy nó thì mình thêm vào, thì cái kiểu thêm như vậy thì ví dụ như sau những cái chương trình của mình làm nó sẽ không bị. Cái công việc nó đơn giản vậy thôi. Đối với mình đang chạy cái bản Win 10 nó sẽ như thế. Đây, hiện tại mình đang, một số anh em nó đang thắc mắc ở trong cái đấy, mình đang sử dụng cái Windows 10 bản 6 bit nhé, các bộ phần mềm nó vẫn chạy bình thường nhé.